Đại gia mít chả lách ở Sơn Định. Sơn Định chả lách Bến Tre. Đây là anh chủ. Toàn bộ vườn mít. Vườn mít rất là rộng. Chấm trên đầu làm chi anh? Đây quay toàn cảnh anh chủ. Vườn mít rất rộng, vì cho năng suất cũng rất cao. Anh chủ vườn vẫn đi tham quan. Vườn mít cho năng suất rất cao. Chín trăm gốc mít ha. Gốc bích như thế này thôi thì đã cho năng suất hai trái rất to. Mít này anh trồng bao lâu rồi? Dạ. Một năm hai tháng. Một năm hai tháng mà nó cho thu hoạch là bao nhiêu lần rồi anh? Hai đợt ha. Vườn mít rất đẹp. Thiết kế trồng rất chuẩn. Trồng đối diện không xỉ tiền. Gốc mít còn rất nhỏ nhưng đã cho trái.